Hello, xin chào mọi người nhá. Mình là xe ba bánh Hoàng Quân đây. Hôm nay mình quay giới thiệu mọi người mẫu xe ba bánh này có ben nhá. Mẫu này có ben tặng kèm cho khách cái mái che nắng này. Nhìn rất là hợp lý luôn. Chiếc xe này thì kích thước thùng xe là ngang 1m4 và dài 2m1. Ngang 1m4 dài 2m1, xài phục đơn 60 ly, đầu đèn tròn này, đèn led này. Đó. Chiếc này xài số ria 2 tầng nhá. Máy zin xăng 200. Máy zin xăng 200cc. Đó, rất là đẹp. Kèm theo cả lốp xe cua. Anh ấy à? Anh ra anh bấm xi nhan trái phải dậm ấy cho em đấy. Từ chỉnh lại cái đít cho em đấy để em quay. Đít. Đố chéo rất là đẹp mọi người nhá. Chiếc này mình xài cả cầu mạnh luôn. Mình thiết kế là ben lên tự động mở, đèn xi nhan ô tô. Dập phanh đi, đó. Xi nhan trái đi. Xi nhan bên trái đi. Rồi, bên phải đi. Bứng mình thiết kế là ben lên tự động mở nhé mọi người nhé. Rất là hợp lý cho những bác nào chở vật liệu xây dựng, chở ben cát đá. Chiếc này xài thắng dầu nhá mọi người nhá. Xài thắng dầu này. Có ben thắng dầu, máy zin xăng 200, cục đơn 60 ly. Đấy, nhìn nó nét từng chi tiết một luôn. Rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại Zalo của mình 0789 88 88 23. Số điện thoại của mình là 0789 88 88 23. Liên hệ mình tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về xe ba bánh nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ cho mình. Xe rất là chất lượng và đẹp. Khung sườn và thùng xe đẹp hàn và gia cố rất là chắc chắn và kỹ càng. Xe ba bánh ngày nay thì đã thuận tiện vào đi vào những đường nhỏ hẹp. Rất là tiện lợi. Mình sẽ ben một lần nữa cho mọi người xem nhé. Tiếng máy rất là đẹp, rất là êm. Lốp sơ cua vì không, nó có bửng mở tự động nên mình không làm ở dưới gầm được. Treo rất là hợp lý, bình ắc quy, bình đồng lai lớn, quay nhíp ô tô, đèn xi nhan ô tô, rất là đẹp. Mọi người cũng có thể truy cập vào website của bên mình là xe ba gác hoàng quân.com nhé. xe ba gác hoàng quân.com để xem nhiều sản phẩm khác. Bên mình cũng nhận là đóng xe và lắp ráp xe theo yêu cầu, như mẫu xe ba bánh bửng nâng, xe ba bánh gắn cẩu, xe ba bánh chở hàng có ben hoặc là không ben. Nhận đóng xe theo yêu cầu của khách hàng. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video của mình nhé. Đừng quên bấm một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bên mình. Mình là Quân. Liên hệ mình qua số điện thoại 0789 888823 hoặc là số 0842 555 247. 0842 555 247.